gối này nhẹ quá. À, kia rồi. Không ăn này, để em ăn cho. Luna nè mẹ. Yeah. Hả? Bữa ăn sáng của chị. Ăn ngay là đủ có sức khỏe nhá. Sao gặp chị lại có cách thế này? Để chị này, chúng ta phải luôn trong trạng thái tập thể dục để có một sức khỏe mới có cơ bắp được. Một viên nhá. Viên thứ hai chưa hết đâu. Viên thứ ba. Thì ra là lấy gạch của hàng xóm à. Con bé này. Nhau à. Này cha. Xem cái mặt chi hôm nào cũng phá vũ vịu đấy. Chúng ta nào cũng phải tươi khỏe, khỏe mạnh. Chị cũng muốn làm chứ. Nhưng mà cái đứa ngoài kia kìa, cứ bắt nạt chị ấy. Cái gì? Thế là bọn chúng chưa biết em gái của chị đã vận động viên thể hình thế giới à? Thôi được rồi, đi, em sẽ đòi lại công bằng cho chị. Bắt lại cái tên này không được rồi. Quay. Chị nở tường thế này rồi, mà để một đứa trẻ con bắt nạt à? Học sinh lớp 5 mà bày đặt bắt nạt học sinh lớp 10 à? Chị ơi, có gì lại bắt nạt đấy em? Này còn bày đặt của anh chị ra. Này á, biết chị đây là ai không? Chị đây sắp đi thi vận động viên thể hình quốc tế đấy. Các bạn ơi, thi vận động viên thể hình quốc tế đấy. Chị bé xíu. Thì mấy người này, em là vận động viên thể hình thế giới cơ mà. Vận động viên thể hình cái gì? Nhìn cái kia. Lần này chúng ta phải dùng đầu óc. Ôi, thật cho con bò, trời ấy, chưa rồi. Lên.
ông phải xin lỗi em nhá. Chị ba, không phải chị không được các bác đâu. Chị cái đầu lên này. Có cái đầu chị kia. Đầu chị chả làm được cái gì hết nhá. Đây, có các bác. Đây, các bác của em. Làm gì các bác nhá. Dùng cái đầu. Các bác. Đấy, đi khỏe mạnh thì giúp đỡ người ta đi. Chị nhìn em đây. Đấy em thấy chưa? Chúng ta phải biết kết hợp sức mạnh với thông minh để có thể giải quyết mọi việc. Chứ chỉ muốn sức mạnh với đầu óc không thì không thể xử lý được đâu. Vâng ạ, tại vì chúng ta không phải thi cùng nhau. Yeah, đi thôi. Con phải ngồi chiến lược. Anh ơi, anh hãy đến với quán đồ ăn nhanh của em, rất là nhiều món ăn ngon. Để có chương trình mua một tặng một. Không phải ai cũng có đâu. Anh là một người vị khách rất là đặc biệt ở bên em đây. Lời thế nhỉ? Anh cứ ngồi đây, em sẽ làm cho anh món ngon nhất luôn. Duy nhất một lần trong ngày hôm nay, thử thách ăn đồ cay cấp độ, giá trị lên đến 2 triệu đồng. 2 triệu. Hai triệu thật á? Vâng, 2 triệu luôn. Ui. Anh chỉ ăn hết những cái cấp độ từ cái độ 1, 2, 3, 4. Cấp độ cuối cùng là do em làm cay nhất. Và phần thưởng anh sẽ nặng 2 triệu đồng. Nhìn thôi mà đã thấy ngon rồi.
Được rồi, anh sẽ chấp nhận thử thách. Người gì mà ăn chay ghê đấy. Làm thế này thì lời lại em sẽ hết tiền từ đâu. Em làm đam mê. Đúng rồi, em làm vì đam mê đấy. Sao dù còn bé nhá, tan ra tài sản nhá, em không được quán gì tồn tại ở đây đâu nhá. Nhiều tiền thật đấy. Đâu, cái món quế ăn đâu. Đấy, cái món này á, chuỗi tôm. Mà đây, để anh xử lý luôn. Là món ăn Satan của quán em. Anh mà ăn được món này phần thưởng sẽ nhận được 500k. Cái năm đấy em đảm bảo anh không ăn được. Rồi, chuyện nhỏ. Qua việc luôn. Làm gì mà nóng thế? Thôi, không ăn nữa. Anh đang nằm thế này. Mở, ăn quay xe mắt lành quán em. Chết rồi luôn anh ạ. Hợp lý phết nhỉ. Đi. Mới cũng không ngồi. Một cái đặc biệt nhất ở quán tôi nhá. Không phải ai cũng được ăn đâu. Có những vị khách đặc biệt mới được ăn này. Ôi. Khách đặc biệt nhá. Đi kèm thật là thơm mắt. Ngon không anh? Thì biết sợ. À anh ơi, hả? Ngoài ra nhá, bọn em còn có món tráng miệng, đặc biệt chỉ có ngày hôm nay thôi đây. Ui. Anh thử luôn đi. Chị Trang sẽ khứ khách của mình à? Gà chua bi à? Các bác ơi, đây chính là quả ớt cay nhất thế giới. Thích cả chua bi à? Có ngay. Đúng này, cửa hàng này chất lượng 5 sao. Đồ ăn toàn đồ ăn ngon thôi. Mình sẽ cho cửa hàng đông lạnh này hết 5 sao. Mời quý khách thưởng thức. Quý khách cho thoải mái lên. Quá tuổi nhiều lắm. Chả cay gì cả. À, thế này ấy, thì là cay bình thường của quán chúng tôi thôi. Cay nhất ấy. Người bị cay đấy. Kệ đi, cho cái ơn nào. Sao có mỗi một giọt thế này? Vào
quán đồ ăn thức uống lạnh của tôi. Phục vụ nhiệt tình 5 sao luôn nha. Bên kia kém chất lượng lắm. Đây này, vào đây, vào đây, vào đây. Rồi, cho tôi một cốc nước lọc lạnh. Nước của quý khách đây ạ. Kiểu gì thế này? Nước lạnh. Có một tí đá này, cho thêm đá đi. Đây, quý khách đây. Trời ơi, thêm đá thôi. Chứ đá to như thế này, uống kiểu gì? Tôi đi về đấy. Chứ hai cái quán này kém quá. Thử món độc quyền của quán tôi đi. Hamburger bút giá. Thôi được, làm cho tôi một cái. Đây. Độc quyền đây, anh fan đi. Hả? Thôi, đi xem. Chị có biết tại quán chị bảo bây giờ quán em không bán được cái gì không? Có mà quán em ấy, quán em chắc quán chị rồi ấy. Quán chị ấy, quán em ấy, quán chị ấy. Ăn xấu rồi, chị em phải tự tích rồi. Mang ra đây. Có ngay. Tết tết. Đi ra. Lúi gì nữa. Wow. Nghe cái tên rồi. Thì nó nóng như rung nhan của lúi lửa rồi. Mời quý khách thưởng thức. Riêng cho anh đây. Em biết là anh ăn cay bên mình kiểu gì cũng bỏ đi mà. Em đã phải lên núi đao, xuống biển lửa, đèo đèo lội suối, đào hơn 1000 mét dưới lòng đất. Có thể là được loại nước ở đây. Quý hiện thế cơ. Đấy, cái món mới của quán em rất là ngon. Rất là nhiều quán rất tốt cho sức khỏe. Đây là cái món ăn gì mà không mùi, không vị, cháo cảm giác gì cả. Lại giới thiệu kinh lắm cơ mà. Đúng rồi ạ. Món này không mùi, không vị. Đấy, đúng rồi đấy. Thế nó là như thế nào? Tay vẫn chưa biết gì à? Thế tóm lại, nó là món gì? Cái ông này vẫn chưa hiểu cái gì. Đây của nó là nước đông đá xanh nhất. Tưởng gì ra chỉa bị đá. Tưởng nào quán mày. Có biết quán ai đồ ăn dở em. Hai con chưa giờ đấy nói thế còn nghe được thế này thì ế quá đúng rồi. Ê, chỉ có một cái ý này, hay là hai chị em mình kết hợp nóng với lạnh đi, mình sẽ ăn đồ ăn nóng với em xong rất là nóng. Hôm nay chúng tôi kết hợp lại. Các cái đồ được mua rồi. Lúc thì ăn dở rõ nhiều. Lúc đồ ăn ngon thì không có. Từ cửa hàng này kiểu gì cũng đi về. Các bạn ơi, các bạn thấy không? Các bạn ăn đồ ăn nóng quá nhiều hay đồ ăn lạnh quá nhiều, các bạn biết cân bằng giữa đồ ăn nóng và đồ ăn lạnh. Và quan trọng hơn, các bạn biết kết nối với nhau, biết đoàn kết yêu thương nhau nhá. Và bây giờ, tạm biệt và hẹn.
Ngăn phụ phía ngoài, bé có thể dễ dàng được đồ dụng cụ học tập. Ba lô cá heo. Ba lô
cái heo trứng gù với chân điệu làm từ vải bố bền bỉ và có khả năng chống sức tốt. Quai đeo lưng phía sau, bản to với mút đệm và bọc lưới bên ngoài giúp bé thoải mái khi đeo, không bị đau vai và hỗ trợ thấm hút mồ hôi rất tốt. Bên trong ba lô có rất là nhiều ngăn vô cùng tiện dụng. Thẻ Linza Lanzo. À, chị nhớ ra rồi. Chị sẽ làm bộ áo giáp cử vi và sẽ giúp chị chiến thắng cho mà xem. Còn em sẽ làm một tuyệt kỹ phòng thủ của Hashiram ạ, vũ trụ Lashimon. Tấm khiên Yata của Itachi mới là tuyệt kỹ phòng thủ đẳng cấp nhất. Chúng ta bắt tay vào làm để xem ai là người chiến thắng nào. Let's go. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, 'cause it's everything. Huh? You can mold, shape, find. Giống các bạn. Giống các bạn ơi, đây là tất cả các mảnh ghép mà mình đã cắt ra. Bây giờ mình sẽ mang chúng lại với nhau nha. Nhân vật phòng thủ vũ trụ Lashimon. Tấm khiên Yata. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tô màu vàng cái khiên của mình nhờ. Lè lè, gì? Em có thấy gì không? Thấy gì nè, thấy gì? Thấy gì à? Thế em thấy gì đi? Thấy cái gì? Nhanh lên! À, thấy rồi! Rất chỉ là một thời gian thôi nha. Em nhớ nhá, cái bông chỉ nó như này này. Thấy cái gì? Bây giờ, nó như thế này. Đấy, may mà em đã có sự chuẩn bị trước. Thử thách khó nhằn của ta. Bắt đầu thử thách nào.
Ba người các người sẽ phải thực hiện ba thử thách của ta ở đây. Thử thách đầu tiên, mọc lộn cơn bão là khô. Nếu mà các người dính chiếc lá này trên người thì các người sẽ bị mọc thành cái cây ở trên người. Mọc cái cây ở trên người á? Chuẩn hết sức cẩn thận nhá. Mình sẽ bắt đầu thử thách đầu tiên. Bắt đầu đi, tên Akatsuki kia. Khá lắm, người đã vượt qua thử thách lần này. Người tiếp theo. Người tiếp theo. Khá lắm. Cách thứ hai, thủy đoạn. Thủy đoạn ba. Hãy xem tí nữa phá hủy của ta đây. Ovaltine còn có rất là nhiều chương trình quà tặng.